Xin chào bạn, mình tính trung tính nha. Mình nay mình đang sửa ba miếng men sốt quân cường ở Cà Mau. Miếng men để là không Lubios được F1. Bây giờ mình tiến hành kiểm tra nha. Mình những chất pin như gì nè, mình ghim vô mình đo nè. Giờ mình đo tiến hành rô của pin nó còn pin hay không. Của pin có 3V nè bạn. Nhưng mà mình ghim vô đây. Mình đo đó là nó mắc won nha, không có won nha. Không có bao nha. Bảo đảm chắc ăn 100% nó sẽ không lưu pin. Đây là một cái men acid H81. Men để là không lên. Rồi tiến hành mình đo đạt lại coi. Đây, bạn đo nè. Đủ pin nè. Đo trên bios này vẫn có 33. Đây là con điện trở 1 kg nha. Sơ đồ 33 luôn, hai đầu 33 luôn. Bây giờ mình tiến hành. Đó. Bây giờ tiến hành đo làm sao cho hết chạm cái tan chạm con nào ở đây mà mới mất 33. Giờ tiến hành. Tiến hành mình tháo vắt ra nha. Tháo vắt ra làm cho nó đẹp. Giờ tiến hành mình thay chở. Thay cặp con diode này. Con vét nhỏ này dưới điện trở này luôn, điện trở 1 kg luôn. Chạm ở đâu đây nên là nó mất tín hiệu. Người thông cảm nha, đang trời đang gần khuya rồi, bên đây quá nhiều việc. Mấy con này mình có thể tháo được men khác nha, men nào cũng được. Con chở 1 kg thì có thể tháo bình thường ở đâu cũng được. Chở 1 kg thì mình có thể tháo bất kỳ thì tùy ở đâu cũng được hết. Để mình muốn chặt cứu được cái mối hàn á, bạn lấy chì chấm thêm chút xíu nha. Thay vắt lại bạn, để mình tháo vắt ra mình thay cho nó tiện.
nó làm tháo tách ra thay á, thì mình khò nó sẽ cháy, cháy giặt pin đi xấu men. Vệ sinh sạch sẽ nha. Giờ khỏi cần cam, mình cứ cần mình đo là giờ mình tiến hành mình đo lại. Mặc dù mặc định, mặc định mình để con pin vô là nó đã có pin rồi. Đó, thấy không? Bạn xem nè, đã có pin rồi, ok rồi. 3.3 hai đầu điện trở rồi. Ok. Nguyên nhân là chạm con D này các bạn. Men thấy bằng cường ghi là không lưu ngày giờ, không lưu giót. Giờ mình tiến hành mình test cái. Những cái con đó nó chạm nghe là không luôn ngày giờ. Men chạy chậm nha. Cường gửi cái này cũng mấy ngày bạn. Mấy ngày mình bu quá mình không làm việc được. Không. Men chạy bạn. Mình sẽ chỉnh mà mình sẽ lưu lại ngày giờ. Đối với mình này. Bên này ngày 30. Đeo chạy hơi chậm chút xíu bạn, tại do cái mặc định máy này nên bút hơi lâu nha. Đối với cái men này mình muốn lưu này giờ lại, mình rút ra nguồn ra, mình để rút cái nguồn thẳng với nguồn ra luôn nha. Cái giác nguồn 12 mình rút thẳng ra luôn. Còn mình tiến hành mình rút nguồn ra lại. Rút thẳng giác nguồn ra luôn nha. Nếu mình rút giác này ra, nó vẫn vậy à, nó vẫn còn lưu. Mình rút thẳng giác nguồn chính từ ngoài luôn.
giờ mình tiến hành nhau nha. Đây bạn, sau khi mình rút chất nguồn ra, mình chỉnh là 220 là chất nguồn vẫn còn ok nha. Cái nhà men của Cường nó ok. Cái nguyên nhân đó là nó chạm con đối chủ chất viên các bạn. Rồi, ok, giờ mình tiến hành làm men khác nha. Cường gửi 3 miếng nè. Miếng này gãy rồi, dán kia sách lại nha Cường. Này nặng quá, không có test được rồi. Đây nè, đây là một miếng thứ hai. Bạn chờ chút xíu nha, mình chỉnh cái thông cảm. Miếng này không lên. Bây giờ mình tiến hành mình đo đạn nha. Đối với acid bạn phải kiểm tra như vậy cho mình đó, ok là chắc ăn chăng nguồn lên cái luôn nhà vợ. Bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra nguồn men kích nguồn chạy. Men nguồn gam có nha. Bên này bị cảm, qua kia sửa máy cũng mưa, còn đem một quán nha. Nguồn xe bu có luôn các bạn, nguồn xe bu có mà không lên, nguồn xe bu có không lên thì đối với Acer nguồn xe bu có không lên thì đối với Acer các bạn nạp hết cho mình. MK ha. Mấy bạn nhìn coi quét xanh là bao nhiêu nha. Còn mình nạp lại cho đúng quét xanh nha. Đối với Acer đo tất cả cái nguồn có đủ, mình tiến hành mình nạp gió thôi. Đây còn một miếng nữa là trước đổi F1 thời gian sau kích ngắt. Đây mình sẽ làm luôn nha. BIOS Acer Acer MK với xanh 1.0 nè. Bạn coi kỹ với xanh cho mình. Mình tranh thủ mình giải quyết được cái mấy cái ít nha, còn mình đang còn nhiều số. Cái này còn việc nhiều quá. Hiện tại là đang có 4 năm của học viên học tại tiếp cửa hàng nha, làm phụ và làm không chịu bạn. Đang làm việc hết công sức.
giờ mình kích nguồn nha. Men có nguồn CPU rồi ạ, nhưng mà lạnh en trên đây không có, không nóng nha, CPU không còn không nóng nha. Để tiến hành xả lên en luôn. Rồi rồi chạy xuống chút. Kiểm tra cái dây sạc cả tay này, cái khổ nào nè, sáng mai ngày mai lấy cũng được. Đây này, đây cũng được. Tiến hành xả lên em này. Ở trên cái men đủ nguồn. Chờ tới chút làm gì? Nó bị là giờ nó không, nó nếu mà không không gắn dây vô á thì lên nguồn, gắn dây vô là không lên nguồn. Dây gì vậy? Gắn dây gì? Hả? Gắn dây gì? Dây cáp màn hình, chứ là dây cáp dây cáp bàn phím, dây cáp bàn phím với bàn phím thẩm chuột á. Chờ tới chút. Cái chân xúc két các bạn mình phải để ý nha. Hả? Cái lo gì không, cái lo này không, không có kỹ. Chạy nha, bạn không tự không tin tưởng cái lo nha, nó không kêu nha, nhưng mà men nó chỉ cần ok nha. Làm gì làm gì làm gì, bỏ nó đi, bị nước vô nữa hả? Bị nước vô mà cái này là không bổ sửa rồi, nhưng mà bữa gắn không qua gắn ô trứng vô mà lỡ lắm. Nếu mà rút dây cắm tín hiệu á, ô trứng cắm tín hiệu bằng phím với lại chuột á thì nó không lên. Rút ra cắm. Cái nguyên nhân bữa nãy là mắc lên em nguồn nguồn em cho buông các bạn. Này là trước nổi F1 thời gian sau kích ngắt. Bạn nói gì rồi mình cứ để xuôi mà test. Chào tướng cá nha, đang lỡ tay rồi. Tin luôn cái lo này thôi. Tào lao không?
mày nãy cái không chạy, không kêu. Đổi lo khác cho nó hơn nè. Lấy cái pin xuống hết. Loại F1 này mình tính ra mình về kiểm tra thử ơi cái nguồn CPU nó có chưa nha, nguồn các bạn. Nó nhiều cái thứ lắm nha. Có nha, có 3V nha. Bao con này cái ad set nó bút lâu. Cái lo này chạy, cái lo nãy em không chạy. Cái này là bệnh lỗi nè bạn. CPU ban F1. CPU ban F1. Cái này á, mình có một cái BIOS riêng nha, đối với main H81MD nha. Được rồi, đấy đi. Ở cái đối với cái men mà đối với men H81 nè, H81MD nha, mình có một BIOS đặc biệt đó là nó hay, nó báo lỗi new CPU F1 giống tình trạng này nha. Mình có một cái BIOS đặc trị đó. Mấy bạn có VAPI mà BIOS mà phải new CPU đó, mình có phải bắt lưu bi nha, làm cái hết nha. Giờ tiến hành mình nạp BIOS này cái là xong. Bạn thông cảm như cái nãy mình khách lại mình quậy cái rớt. Lỗi F1 thời gian sau kích ngắt. Cái lỗi F1 đây á là không phải là bị lỗi mất ngày giờ nha bạn, mày vẫn luôn ngày giờ nhưng mà mai men vẫn còn không tắt được F1. Cái hai là mở máy lên nó báo là new CPU nha, CPU new. Mình có một cái file BIOS DMP để chia đặc trị cho cái dòng này H81MD. Mở máy lên phải buộc lòng phải bấm F1 F1. Còn một miếng GB H81 nữa chắc mình quay không kịp rồi. Cái lo nãy không kêu, nó lo bị khùng. Các bạn mở máy lên là sẽ nhảy lên luôn nha bạn. Đây là cái file BIOS lưu bị của mình. Rồi ok, video mình xin kết thúc tại đây nha. Rồi các bạn thấy hay, các bạn cho mình like, đăng share và like, đăng ký nha, để mình ra thêm nhiều video khác nữa. Chào tạm biệt các bạn, ASUS các bạn.